Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Honda tung ra chiêu độc khi chào đón phiên bản Way Alpha Racing 2008 chính hãng. Honda Way Alpha 2008 là dòng xe Underborn phổ thông ở hạng 110cc Honda. Way Alpha 2008 vừa được hãng Honda bổ sung thêm phiên bản Racing với cái dàn áo màu đỏ. Way Alpha Racing 2008 được hãng Honda Malaysia bán chính hãng. Way Alpha 2008 phiên bản Racing chính thức xuất hiện ngoài thực tế. Với việc Honda lấy cái dòng xe phổ thông như là Way Alpha vào cái đường đua, làm nên cái phong trào chân người tiêu dùng, thị trường Việt Nam cũng đã được Honda Việt Nam thực hiện rất tốt. Do đó, hãng này muốn chiều lòng khách hàng nên đã tung ra phiên bản cái đường đua với cái màu sắc tổng thể là màu đỏ, kết hợp cùng với những họa tiết trắng. Phần đầu xe vẫn giữ nguyên thiết kế nhưng được trang trí thêm cái số hiệu. Way Alpha 2008 có cái đèn đờ mi ở vị trí trung tâm mặt nạ, đèn pha halogen kèm với đèn xi nhan tách rời hai bên. Ngoài cái logo Honda chính hãng còn có những logo khác như Umaracin, NCK v.v. Xe cũng được trang bị cặp mâm 5 chấu xé đơn giản và quen thuộc kèm theo phanh đĩa trước. Khối động cơ với dung tích 109.17cc SOC 2 van làm mát bằng gió tự nhiên, hộp số 4 cấp, công suất cực đại 83 HP, A cộng 7500 RPM. Cảm ơn bạn đã theo dõi, nhớ like, share, subscribe.